Khi mà em trải nghiệm một ngày thử yêu cùng với anh Tùng trong chương trình 24 giờ thử yêu và bây giờ chuẩn bị bước vào giây phút quyết định thì em cảm thấy hơi run. Em cảm thấy anh Tùng gọi là khá là chững chạc hơn so với những gì em nghĩ. Tại vì là trước giờ là anh em gặp nhau chỉ có cười đùa giỡn thôi, nên là không nghĩ là anh ấy kiểu cũng gọi là đối xử với em khá là dịu dàng, giống như hôm nay em là người yêu của anh một ngày thật vậy đó. Nên là em cảm thấy là khá là cảm động. Với vai trò là một người con trai thì Tùng nghĩ Hansara là một cô gái có vẻ xứng đáng để Tùng theo đuổi. Thực sự thì Tùng cũng rất là lo lắng, không biết là khi mà Sarah nghe được đoạn rap và nhận được cái món quà nhỏ nhỏ Tùng tặng ngày hôm nay, cũng coi như là một cái món quà để kỷ niệm cái ngày đầu tiên hai đứa quen nhau, nhưng mà không biết là phản ứng của Sarah xíu nữa sẽ như thế nào, cũng đang khá là lo lắng. Em có tặng một món quà nhỏ cho anh Sarah, đó là khoai lang, là cái món Sarah rất là thích ăn. Không, dễ thương mà, dễ thương mà. Chỉ có cái là em không dám nhìn vào mắt em thôi. Ừ. Trước đến giờ vẫn thế. Ừ. Ngại á. Hôm nay vui không? Có, vui. Có những cái kỷ niệm mà... Tại vì là em làm gì có người yêu đâu. Em làm gì có mấy cái kỷ niệm đó được. Thì anh đã giúp em có những cái kỷ niệm mà... Chắc là phải lâu sau này em mới có được. Ừ. Không như là em được trải nghiệm trước. Ừ. Nói chung là hôm nay rất là vui đối với anh. Wow. Okay. Willy xinh quá. Anh kêu à? Ừ, anh kêu ấy. Ừ, ok. Vậy là anh mời đúng không? Ừ, anh mời. À, anh có một cái món quà muốn tặng cho em. Ừ. Wow. Thông thường thì người ta sẽ tặng hoa và sô-cô-la. Nhưng mà anh biết Sarah thích một cái khác ngoài sô-cô-la. Khoai lang. Sao anh dễ đoán quá vậy? Thiệt luôn á. Ý là em đoán đại thôi mà cũng dính được nữa. Rồi thì đúng rồi đó, đây. Hoa của em đây. Chúc mừng ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình. Wow. Thôi em có muốn mở quà ra xem không? Có. Ok, thôi mở quà ra xem nha. Em tò mò nó là khoai lang sống hay khoai lang luộc. Em đoán nha, khoai lang sống. Quá. Wow. Trời ơi, lại còn bó nữa. Đáng yêu mà. Dễ thương thật. Em sẽ để đây. À ok. Thực ra là anh cũng không có giỏi trong mấy cái việc lãng mạn ấy. Ừ. Thì thành ra là biết em thích cái gì thì anh tặng cái đó thôi. Ừ. Anh còn sợ em không thích hoa nữa. Thích hoa chứ. Hiếm khi nào mà được tặng hoa thật lắm. Đa số chỉ được tặng hoa giả. À, hoa giả đúng không? Hoa giấy. Ok, thì đây là cái buổi tối cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. À. Thì thôi thì anh em mình cứ... Quầy à? Cứ tận hưởng cho hết cái không khí làm người yêu hôm nay đi. Ok. Ừ, rồi sau đó như nào thì tí nữa tính. Ừ. Ok. Wow. Em thấy trong phim người ta hay làm vậy này. Wow. Theo anh thì là ngày hôm nay... Anh với em trải qua 24 giờ như vậy thì anh thấy sao? Anh thấy vui. Anh thật thấy... là vui không? Hả? Thật sự là vui không? Thật sự vui. Trong mắt của Sarah thì anh sẽ còn thiếu điều gì để trở thành một cái kiểu bạn trai kiểu mẫu của Sarah? Em nghĩ là không có ai thiếu gì với ai hết. Ừ. Tại vì anh chỉ là anh thôi mà, còn em cũng chỉ là em thôi. Ừ. Vậy thì em có nghĩ tới một cái việc là ở một cái tương lai xa nào đó, đến một lúc nào đó khi mà cả hai đã thật sự trưởng thành thì tụi mình có cơ hội không? Tụi mình có cơ hội không? Em không có muốn trả lời trước về tương lai. Tại vì mình đâu đoán trước được đâu, mình không phải thánh. Thì cũng có thể là có thể, có thể là không thể. Cứ để thời gian trả lời. Thôi, tự nhiên dùng bữa đi. Hôm nay vẫn là cái ngày, cho dù là đây là buổi cuối cùng rồi nhưng mà mình vẫn chưa hết thời gian hẹn hò. Thì thôi thì mình cứ tìm hiểu sâu nhau xíu nữa. Thì em nghĩ em sẽ cưới một người như thế nào? Thật ra thì là em vẫn muốn không cưới. Giống em vẫn không có ý định cưới. Giống anh. Nhưng mà vì tất cả những người xung quanh của em nói là đến một lúc nào đó, cho dù là em có muốn hay không muốn thì em cũng sẽ bắt buộc phải lấy. Em nghe tất cả mọi người nói như vậy thì... Tại sao? Có hơi vô lý không? Không, nhưng mà ý là nó có thể là vô lý, nhưng mà tất cả mọi người thân xung quanh mình đều góp ý vậy thì em nghĩ là cũng nên để tâm xíu. Ý là tại vì mình cũng
họ đều là người lớn hơn mình rồi, họ đã trải qua cuộc đời rồi nên là họ sẽ biết rõ hơn. Anh nghĩ là cái việc mà muốn với cả không muốn ấy thì nó đều xuất phát từ bản thân mình. Có nghĩa là có một cái câu như thế này nè, đừng có hối tiếc về những gì bạn đã làm, vì chỉ ít ra cái điều mà bạn đã làm lúc đó đó nó là quyết định của bạn, chứ không phải là quyết định của người khác. Thì tất nhiên là em không có ý nghĩa là em sẽ nghe người khác mà em phải cưới, nhưng mà tại vì em thì em không có dự định là cưới, nhưng mà nếu mà được người xung quanh đều dặn dò như vậy thì em nghĩ là cũng phải nên để ý tới việc đó xíu. Thế anh hỏi, nếu mà em một người em sẽ chọn bắt buộc để cưới thì sẽ là một người có những yếu tố như thế nào? Em cũng không biết nữa, em chưa nghĩ tới khúc đó. Tại yêu đương còn chưa, còn xa quá đúng không? Bồ còn chưa có mà chưa gì tới nghĩ tới việc cưới thì sao? Em đang có bồ đấy, em đang có bồ đấy. Không biết là hôm nay trừ hôm nay ra. Sao? Em có muốn hỏi gì về anh không? Anh em có gần với gu người mà anh muốn cưới tương lai không? Thật ra gần đấy. Gần hả? Tại sao? Tương đối gần đấy. Tại vì em nghĩ là liên quan đến tính cách nhiều đúng không? Chứ thật ra thì em thấy xung quanh anh nhiều gái xinh lắm. Ngoại hình là chắc chắn là em không bằng mấy người đấy rồi. Tính cách thì đúng là em chuẩn 100% rồi đấy. Tại vì em có thể biết là tiếp xúc với anh 3-4 năm vừa rồi thì em có thể biết là anh là một người chưa muốn lớn vội. Đúng. Có nghĩa là người ta hay nói là cuộc đời con người thường có 60 năm. Thì anh sẽ dành chọn đủ 20 năm đầu để anh chơi. 20 năm tiếp theo anh làm việc, và 20 năm cuối cùng anh sẽ nghỉ ngơi. Thì tính của anh bây giờ vẫn là một cái tính, một cái người chưa muốn lớn, chưa muốn trưởng thành lắm, tại vì chưa đến lúc. Và anh muốn có một người bạn gái, người vợ mà có thể gọi là sao ta, hơi chuẩn hơn anh tí thôi, để có thể cân bằng được mọi thứ xung quanh anh. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà anh qua giai đoạn tiếp theo thì anh có thể che chở được người đó được. Nhưng mà quan trọng là người đó có đủ cái sự kiên nhẫn để mà bước theo anh ở những bước đầu hay không. Vậy thì lúc kết lại sau cái buổi hẹn hò ngày hôm nay thì anh cũng cảm ơn Sarah vì đã cho anh một ngày rất là tuyệt vời. Một ngày mà lâu lắm mà anh cũng không có người yêu, cũng biết cảm giác có người yêu như nào. Đi ăn nó như nào. Mà anh cũng không ngờ là em nữa. Thì rất cảm ơn Sarah. Và quyết định của anh lúc này là... Thật sự thì Hansara là một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương. Tùng nghĩ là bất cứ chàng trai nào ở độ tuổi của Tùng hoặc là nhỏ hơn Tùng, nói chung là ở cái độ tuổi mà dễ tiếp cận với Hansara sẽ thích cô gái này. Nhưng đối với riêng Tùng thì Tùng nghĩ là do là Tùng đã biết Hansara quá lâu rồi, nên là phải chi là Tùng vừa mới gặp Sarah thì chắc là Tùng sẽ hết mình theo đuổi Sarah ấy. Nhưng mà này thì do anh em đã hoạt động với nhau quá lâu rồi nên là nó cũng còn một chút gì đó gọi là tình anh em hơn là tình cảm trai gái. Tình cảm của em dành cho anh Tùng thì vẫn như vậy thôi. Chắc là tụi em trong tình trạng là 4 năm là anh em với nhau rồi, để mà bây giờ bảo là có tình cảm liền trong một ngày thì em cảm thấy là khá là khó khăn cho cả em và anh Tùng. Thì nhưng mà tại vì từ trước đến giờ em vẫn quý anh Tùng giống như là anh ruột của em, nên là tình cảm em dành cho anh Tùng vẫn như thế. Quyết định của anh lúc này là anh em mình vẫn tiếp tục làm bạn và vẫn sẽ là những cái đối tác rất là tốt trong công việc. Đúng. Ok không? Đúng. Đồng ý. 100%. Ôm nhau cái nhé. Ok.